Subaru đã ra mắt phiên bản Crosscheck mới vào năm 2024, nhưng điều đó không ngăn cản hãng xe Nhật Bản thực hiện những cải tiến cho phiên bản 2025. Đặc biệt, Subaru đã tập trung nâng cấp phiên bản Premium, mang lại những trải nghiệm cao cấp hơn cho người dùng. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Subaru Crosscheck 2025 bản Premium là việc thay thế động cơ cũ 2 lít bằng động cơ mới 2.5 lít. Động cơ mới này giúp tăng công suất từ 152 mã lực và mô men xoắn 197 Nm lên thành 182 mã lực và 241 Nm. Động cơ boxer này kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, phiên bản Premium còn được trang bị hệ thống X-MODE mới với các chế độ tuyết bùn và tuyết sâu bùn lầy, giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ dẫn động bốn bánh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc địa hình khó khăn. Với những cải tiến này, không ngạc nhiên khi giá bán của Subaru Crosstrek Premium đã tăng từ 654 triệu lên 669 triệu. Tính ra, mức tăng này tương đương khoảng 490.000 cho mỗi mã lực bổ sung. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá này chưa bao gồm phí vận chuyển, hiện đã tăng từ 33 triệu lên 35 triệu. Ngoài những thay đổi về động cơ, Subaru cũng thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ về màu sắc và nội thất cho Crosstrek 2025. Đáng chú ý, hãng đã trang bị thêm tính năng tự động đánh lái khẩn cấp cho các phiên bản cross check có hệ thống cảnh báo giao thông phía sau và phát hiện điểm mù kết hợp với hỗ trợ giữ làn đường. Hệ thống này hoạt động cùng với iSci và phát hiện điểm mù để hỗ trợ kiểm soát tay lái trong làn đường, giúp tránh va chạm ở tốc độ dưới 80 km/h. Về giá bán, Subaru Crosstrek 2025 có mức khởi điểm từ 637 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 2 lít công suất 152 mã lực, tăng 12 triệu so với phiên bản tiền nhiệm các phiên bản còn lại đều có mức tăng giá 7 ,4 triệu tư, bao gồm bản Premium giá 668 triệu, bản Sport giá 732 triệu, bản Limit tự giá 779 triệu, bản Wilderness giá 806 triệu. Với những nâng cấp và cải tiến này, Subaru Crosscheck 2025 hứa hẹn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích dòng xe SUV cỡ nhỏ với khả năng vận hành linh hoạt và đáng tin cậy. Mới đây, Mẫu SUV cỡ nhỏ Subaru Crosstrek đã được bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Hình ảnh hiện trường cho thấy xe sở hữu thiết kế giống hệt phiên bản đang bán tại các thị trường quốc tế. Trước đó vào tháng 8, các đại lý Subaru tại Việt Nam hé lộ nhà phân phối của hãng ô tô Nhật sắp đưa về bán mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ Crosstrek. Thời điểm ra mắt dự kiến sẽ là tháng 10 tại triển lãm ô tô Việt Nam 2024. Trong quá khứ, Crosstrek từng được bán tại Việt Nam vào 2016 với tên gọi XV. Khi đó, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá khoảng 1 tỷ tư. Ở lần trở lại này, giới tư vấn bán hàng cho biết, Subaru Crosscheck sẽ tiếp tục được nhập Nhật thay vì nhập Thái Lan, như mẫu Forester hiện hành. Nguyên nhân là bởi nhà máy của hãng tại Thái Lan sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm 2024. Hiện thông tin về giá bán và thông số của Subaru Crosscheck dành cho thị trường Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe sẽ được trang bị giống với bản đang bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như indonesia